Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 8 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 6. Dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 tiếp tục là nội dung được cử tri quan tâm và cho ý kiến. Theo đó, dự án cải tạo kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 có chiều dài khoảng 750m, kéo dài từ đường Phạm Đình Hổ, quận 6 đến đoạn cuối kênh Vạn Tượng, quận 5. Để thực hiện dự án, khoảng 475 căn nhà sẽ bị giải tỏa trắng. Tuy nhiên, tới nay dự án mới chỉ kè được một bên. Bên còn lại đang phải tạm ngưng hơn một năm nay vì không có mặt bằng. Dự án được nghị quyết duyệt thu hồi 15.700, nhưng quận 6 ra quyết định thu hồi 20.540 m². Thứ hai, về vấn đề bản vẽ kế hoạch sử dụng đất ngay từ đầu 2015, quận 6 đã cố tình đưa cái dãy nhà này là thuộc dãy nhà nằm trong kênh. Do đó cái hình bản vẽ của năm 2015 không có cái dãy nhà này, chỉ có cái dãy nhà bờ kênh thôi. Diện tích đất nhà chúng tôi là không nằm trong thuộc phần cải tạo kênh Hàng Bàng. Chúng tôi khẳng định rằng và có chứng cứ rõ ràng đó là những cái bản vẽ văn bản. Liên quan tới kiến nghị thông tin rõ phần diện tích dự kiến thu hồi theo quyết định 09 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 3 năm 2024, đại diện quận cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin và có câu trả lời cụ thể với cử tri.